Chào các bạn đã quay trở lại với Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Marketing, một ngành nghề không bao giờ hết hot. Ngành này phát triển cùng nhịp với sự phát triển của thế giới. Tư duy của những marketer hay những người làm ngành marketing luôn phải được đổi mới, trau dồi. Hôm nay, Trạm muốn giới thiệu tới bạn 9 cuốn sách về các chiến lược và chiến thuật tiếp thị của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ hay những quan sát không bao giờ lỗi thời về đặc tính của con người và hành vi của đám đông. Hãy cùng Trạm Đọc tìm hiểu nhé! Đầu tiên là cuốn Nguyên lý tiếp thị, bản thân tựa sách Nguyên lý tiếp thị cùng với cái tên Philip Kotler hẳn cũng đã là thương hiệu quen thuộc và đủ sức thuyết phục đối với rất nhiều bạn đọc, đặc biệt là những bạn đọc có am hiểu về ngành marketing. Thực vậy, Nguyên lý tiếp thị là quyển sách có thể được xem như là kinh điển, một thứ kinh thánh đối với bất cứ ai muốn nghiên cứu lĩnh vực marketing, bởi nó chứa bên trong gần như tất cả những gì bạn cần biết về tiếp thị, từ định nghĩa, lý luận, các nguyên tắc cho đến ứng dụng, ví dụ thực tế. Bản gốc tiếng Anh của sách nằm trong giáo trình của rất nhiều trường đại học trên thế giới. Không chỉ vậy, sách không ngừng được chỉnh sửa, tái biên soạn, cập nhật thêm thông tin, case study mới cho phù hợp với tình hình kinh tế không ngừng thay đổi. Đến nay đã ra đến phiên bản thứ 14. Vì khối lượng kiến thức khổng lồ, cực kỳ tỉ mỉ, chi tiết nên đây không phải là quyển sách dành cho các bạn chỉ muốn tìm hiểu sơ qua về marketing hoặc đọc chơi cho biết, mà phù hợp hơn với những bạn có ý định đào sâu, nghiên cứu hoặc làm việc trong lĩnh vực này. Ngay cả khi đó, bạn cũng sẽ cần thời gian đáng kể để đọc và ngấm hết lượng thông tin bên trong, thậm chí giữ bên mình để tham khảo nhiều năm về sau. Tiếp theo, cuốn sách có tên Marketing Du kích trong 30 ngày của J. Conrad Levinson. Chưa bao giờ Việt Nam lại có số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều như hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập đều phải đương đầu với bài toán làm thế nào để bán được hàng, triển khai các chương trình marketing hiệu quả, xây dựng thương hiệu mạnh với chi phí vừa phải. Giống như trên chiến trường, cách đánh khôn ngoan nhất trong trường hợp này là phải marketing du kích. Marketing du kích trong 30 ngày là một trong những sách marketing hay, tập hợp rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing. Nó đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như cách xây dựng kế hoạch marketing, lập kế hoạch marketing hay thư trực tiếp và lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống. Levinson và Lawton Slager là những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về marketing du kích. Trong cuốn này, tác giả đã tổng kết những kinh nghiệm của mình thành một cuốn sách đơn giản, dễ áp dụng cho 30 ngày. Điểm bùng phát của Malcolm Gladwell là cuốn sách tiếp theo mà Trạm muốn giới thiệu. Điểm bùng phát là một khoảnh khắc kỳ ảo khi một ý tưởng, một xu thế hay một hành vi xã hội vượt qua ngưỡng nhất định, bùng phát và lan ra như ngọn lửa hoang dã. Giống như chỉ một người bị ốm cũng có thể làm khởi phát cả một dịch cúm. Một mục tiêu nhỏ bé nhưng chính xác hoàn toàn cũng có thể trở thành nguyên nhân thúc đẩy một xu hướng thời trang, nhân rộng việc tiêu thụ sản phẩm hay làm hạ tỷ lệ phạm tội. Trong cuốn sách được độc giả chào đón nồng nhiệt này, Malcolm Gladwell đã khám phá và khai mở cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về hiện tượng điểm bùng phát. Nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả mọi người trên khắp thế giới về việc tiêu thụ các sản phẩm và phổ biến các ý tưởng. Những đòn tâm lý trong thuyết phục, cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, đặc biệt những ai trong ngành marketing chắc không ai là chưa nghe qua cuốn này. Tại sao một số người lại có sức thuyết phục đến mê hoặc và luôn là người làm chủ trò chơi thuyết phục? Đâu là những động lực vô hình đằng sau thứ sức mạnh thôi thúc chúng ta đồng thuận với người khác? Những thủ thuật được các bậc thầy thuyết phục sử dụng tai tinh là gì? Làm thế nào để đánh bại các thủ thuật đó, đồng thời biến chúng thành vũ khí bí mật của chính bạn? Với những đòn tâm lý trong thuyết phục, bạn sẽ có lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi ấy. Trong cuốn sách tuyệt vời này, nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B. Cialdini tiết lộ 6 vũ khí gây ảnh hưởng đầy uy lực, cam kết và nhất quán, khan hiếm, đáp trả, bằng chứng xã hội, uy quyền và thiện cảm. Mỗi loại lại bị chi phối bởi một nguyên tắc tâm lý cơ bản điều khiển hành vi con người và nhờ đó mà tạo nên sức mạnh cho mỗi thủ thuật. Đặc biệt, khi được kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hãy sở hữu kho vũ khí đó và trở thành người làm chủ trò chơi thuyết phục. Bạn sẽ không bao giờ nói đồng ý nếu thật sự bạn muốn nói không và bạn sẽ không ngừng ngạc nhiên với khả năng gây ảnh hưởng lớn lên trong bạn từng ngày. Cuốn sách tiếp theo, Cái đuôi dài của Chris Anderson. Khái niệm cái đuôi dài ra đời vào khoảng năm 2004. Tại thời điểm đó, ở Việt Nam, cái đuôi dài được xếp vào nhóm lý thuyết siêu hình và là một khía cạnh rất mới. Cho đến nay, cái đuôi dài đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của những độc giả nghiên cứu và hoạt động marketing hoặc kinh doanh trên Internet. Cái đuôi dài giới thiệu chiến lược kinh doanh mới cho thị trường trực tuyến và những sản phẩm truyền thông. Cái đuôi dài chỉ ra rằng, trong thời đại Internet, lợi nhuận không chỉ nằm trong những sản phẩm nổi bật mà còn nằm trong những sản phẩm bình thường dành cho nhiều khách hàng có nhu cầu riêng biệt. Theo nguyên lý tích tiểu thành đại, khi sản phẩm bình thường đạt mốc số lượng lớn nào đó thì lợi nhuận chúng đem lại chắc chắn không ít. Với những phân tích cụ thể và chi tiết, cuốn sách có sức cuốn hút dữ dội khi lý giải cụ thể lý thuyết cái đuôi dài và những minh họa cụ thể cho nó.
đây là cuốn sách hàng đầu cho những ai đã, đang và muốn kinh doanh trên Internet. Trong cuốn sách Điều gì khiến khách hàng chi tiền, tác giả Martin Langstrom giới thiệu những phát hiện gây chấn động từ nghiên cứu có tên là thần kinh học tiếp thị mang tính chất đột phá, kéo dài trong vòng 3 năm, tiêu tốn đến 7 triệu đô la. Đây là một cuộc thử nghiệm đầu tiên nhằm đi sâu vào tìm hiểu bộ não của trên 2.000 người tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, họ được tiếp xúc với vô số các quảng cáo, logo, video, thương hiệu và sản phẩm. Những kết quả đáng kinh ngạc mà tác giả thu được đã đập tan những niềm tin từ lâu đã ăn sâu cắm rễ vào tiềm thức của chúng ta về những gì làm chúng ta bị mê hoặc và khiến chúng ta quyết định mua hàng. Đầy áp trong điều gì khiến khách hàng chi tiền là những câu chuyện thú vị về cách chúng ta phản ứng đối với những thương hiệu được nhiều người biết đến như Marlboro, Nokia, Calvin Klein, Ford và những chương trình giải trí như là American Idol. Mua hàng hiệu là một hành trình vô cùng kỳ thú và hấp dẫn. Đi sâu tìm hiểu trí óc của những người tiêu dùng hôm nay, nó sẽ làm say đắm bất cứ ai đã từng một lần bị hấp dẫn hoặc bị dẫn dụ bởi những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà quảng cáo nhằm chiếm được lòng tin, sự trung thành, tiền bạc và cả tâm trí của chúng ta. Tác phẩm tiếp theo mà bạn nên đọc đó chính là Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo. Nghe cái tên thôi là đã rất hấp dẫn rồi phải không nào? Đây là cuốn hồng bào thư cho nhiều thế hệ trong giới quảng cáo, là kết tinh trí tuệ sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và trải nghiệm của một cái tên đã đi vào huyền thoại, David Mackenzie Ogilvy. Quan niệm của tác giả về quảng cáo thiết thực một cách giản dị. Đối với ông, quảng cáo không bán được hàng là quảng cáo vô giá trị. Ông không thích lối quảng cáo màu mè mà mơ hồ, không thích dùng những thuật ngữ xa lạ với đời sống thường nhật của người tiêu dùng và không tham gia vào các giải thưởng sáng tạo, bởi giành chiến thắng trong các cuộc thi đó với ông lại có thể là điều đáng xấu hổ. Tuy được viết từ những năm 1960, nhưng những lời khuyên thông thái, sắc sảo và đầy khích lệ của Ogilvy vẫn giữ được giá trị qua thử thách và thời gian và đã trở thành những chuẩn mực trong ngành. Cuốn sách làm thay đổi quan niệm của công chúng đối với ngành quảng cáo, quan niệm của những người trong ngành về chính bản thân họ và quan niệm của những ai sắp bước chân vào lĩnh vực này. Định vị, cuộc chiến giành tâm trí khách hàng. Đây là đứa con tinh thần của O'Reilly và Jack Trout. Khái niệm positioning, định vị, lần đầu tiên được giới thiệu bởi chuyên gia chiến lược marketing người Mỹ là Jack Trout qua một bài viết đăng trên tạp chí Industrial Marketing vào năm 1969. Sau đó, Jack cùng với O'Reilly phát triển khái niệm này trong cuốn sách Định vị, cuộc chiến giành tâm trí khách hàng xuất bản vào năm 1981. Và kể từ đó, định vị đã làm thay đổi hẳn phương thức marketing truyền thống và đi vào cuộc sống của các doanh nghiệp. Đối với những chiến binh trên mặt trận marketing này, đây đúng là cuốn kinh thánh về nhiều mặt. Cuối cùng là cuốn sách mang tựa đề Chiến lược đại dương xanh của Renee Melbourne và W. Chan Kim. Bản chất của chiến lược đại dương xanh là nâng cao về giá trị, đi kèm với sự tiện lợi, giá cả thấp và giảm chi phí. Nó buộc các công ty phải có bước nhảy vọt về giá trị, mang lại sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị cho cả người mua và chính họ. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ không còn thấy việc cạnh tranh khó khăn như trước nữa. Kim và Melbourne đã xây dựng hết sức thuyết phục một mô hình áp dụng các chiến lược theo phương pháp sáng tạo, thay vì phương pháp giành giật thị trường như các lý thuyết trước đây. Chỉ riêng việc họ nhấn mạnh vào hoạt động cải tiến giá trị và cam kết vì lợi ích của nhà đầu tư cũng đã đủ để khiến cho chiến lược đại dương xanh trở thành cuốn sách kinh doanh mà mọi giám đốc điều hành cũng như mọi sinh viên ngành quản trị kinh doanh cần phải đọc. Theo Carlos Ghosn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành của công ty Nissan Motor, đây sẽ là cuốn sách kinh tế khiến bạn phải tự hỏi lại mình về mọi thứ mà bạn biết về điều kiện để có được những thành công chiến lược. Bởi vì trong đó thì Chan Kim và Renee Melbourne đã chỉ ra rằng trong khi hầu hết các công ty đều cạnh tranh với nhau trong những đại dương đỏ hạn hẹp như vậy, thì chiến lược cạnh tranh đối đầu ngày càng không thể tạo ra được sự tăng trưởng có lợi nhuận trong tương lai. Trên đây là 9 cuốn sách giúp ích cho bạn rất nhiều trong lĩnh vực marketing. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!